Mới đây, đôi đam mê thủ thân Tăng Thanh Hà và thân Thúy Hà đã cùng chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nghỉ ngơi đôi mắt tại Đà Lạt lên trang cá nhân. Theo đó, cặp đam mê thủ thân thiết đã tranh thủ những ngày cuối tuần để đi chơi giải tỏa áp lực, tận hưởng không khí se rét mướt nơi đây. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng khác biệt để ý tới thân hình gầy tới mức đáng báo động của Tăng Thanh Hà. Theo đó, diện chiếc quần jean bó sát và chiếc áo rét mướt đơn giản, người đẹp càng lộ rõ rệt dốc dáng gầy gò. Có nhiều ý kiến cho rằng với body hiện tại, cô cần sẽ sung thêm cân nặng nề để trong cơ thể đầy đặn, có sức sống hơn. Đây không phải lần đầu tiên, ngọc nữ của xã giải trí Việt Nam bị fan la hét vì thân hình gầy gò. Trước đó, khi đăng tải khoảnh khắc dậy sớm cộng đồng dục, Tăng Thanh Hà cũng khiến người hâm mộ sốt ruột vì thân hình hơi gầy, có phần khẳng khiu. Nhiều fan cho rằng Tăng Thanh Hà nên để ý việc ăn uống để cơ thể đầy đặn hơn.